Good morning, xin chào quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ Toyota Tăng Cảng. Và hôm nay Học cũng mang gửi đến cho quý vị một sản phẩm khá là quen thuộc, Innova E màu nâu đồng, sản xuất ở năm 2018, đi được 84.900 cây. Thì Học mời quý vị đánh giá về cơ bản về phần ngoại thất, nội thất và khoang động cơ, về chất lượng màu sơn, rồi 4 lớp và tất cả các chi tiết, coi nó còn đẹp hay không ha quý vị. Đó, đối với sản phẩm 2018 thì chúng ta lại bắt đầu quan sát về phần hông xe, các đường dập nổi ở cái độ bóng của nước sơn ha quý vị. Đây thì ở bên đây là góc phía trước bên trái của xe ha. Đó, thì chúng ta quan sát được các đường dập nổi của xe nè. Đó, ở trên nắp capo ha quý vị. Đó, thì điều này chứng tỏ là độ bóng của nước sơn vẫn còn y nguyên. Đó, không có một tí nào mà xám hết nha. Đó, vẫn còn rất là bóng. Đó, các đường dập nổi và một đường nét dài từ cái đèn phía đằng trước nè. Nó chạy dài ra phía đằng sau ha quý vị ạ. Đấy. Đó, và các đường dập nổi ở bên cửa bên hông đây. Đó. Rồi chúng ta quan sát về cụm đèn pha. Đó, đèn pha bên trái nha. Rồi cụm đèn báo rẽ và đèn chiếu gầm. Có đẹp không quý vị? Rất đẹp nha. Đó, sản xuất ở năm 2018. Thì tất cả các sản phẩm Toyota hầu như thì còn hơn 90% nha quý vị. Ở các ốp ga lăng màu đen. Rồi cụm đèn pha phía trước bên phải. Đó, các đường chỉ và độ bóng của nước sơn thì quý vị nhìn. Đó. Và tất cả các mối liên kết giữa capo và ba đợt sóc trước và vè trước nè quý vị. Đó, nhìn rất là liền mạch nha quý vị. Đó. Đây. Đó, rất là liền mạch. Đó, và vỏ xe này được sản xuất ở tuần thứ 49 năm 2018 nha quý vị. Và cụm la răng phía trước bên phải này cũng được Toyota Tăng Cảng giữ zin không sơn lại. Thì tuy nhiên thì nó cũng có một vài dấu chày xước nhỏ ở đây. Đó, nhưng không đáng kể đó quý vị. Còn về phần gầm xe thì quý vị cũng đã quan sát thấy nè, bên Học bên Toyota Tăng Cảng đã vệ sinh và phủ gầm lại rồi. Đó, nên quý vị về mình cứ dùng thôi, không có cần phải trang bị sửa thêm một bất cứ thứ gì nữa. Về phần hông xe thì Học cũng đã thấy được viền che mưa, phim cách nhiệt còn rất là sáng bóng nha. Đây, đây phim cách nhiệt đây quý vị. Rất là sáng bóng, không có một tí nào gọi là chày xước, không có một tí bong bóng nào hết nha. Đó. Còn các phụ kiện thì có thêm nẹp chân kính nè, ốp tay nắm cửa và ốp tay nắm cửa luôn phía bên ngoài. Đó, mình cùng coi về phía sùng chỉ bên cửa sau bên phải nha. Tất cả các sản phẩm bên Học đều cam kết là không đâm đụng, không thủy kích, không tua km. Máy và hộp số vẫn còn nguyên zin. Đây là phần la răng phía sau phải quý vị ạ. Đó, vẫn giữ được vỏ zin tầng thứ 49 nè, đã sản xuất năm 2018. Và la răng này cũng được giữ lại nước sơn zin nha quý vị ạ. Tuy nhiên thì cũng có một vài vết xước nhỏ, khi chúng ta lùi vào khoảng 2 mét thì không còn thấy nữa. Nên mình Học giữ lại nước sơn zin luôn. Và đây là phần phía sau bên phải của xe. Đó, thì quý vị hãy quan sát về độ bóng của nước sơn ha.
các đường dập nổi dọc theo từ đây chạy dài ở phía trước ở chính giữa phần khung xe sẽ có một đường và đường nổi nhất là đường này ha. Quý vị nhìn đó, chúng ta sẽ đánh giá được cái độ bóng và độ mới của nước sơn đó quý vị. Rồi tiếp tục ra phần phía đuôi xe thì chúng ta vẫn thấy được cái độ mới mẻ của sản phẩm 2018 này. Thì để học quay cụm đèn lái sau bên phải. Đây, cụm đèn lái sau phải đây. Không có gì chơi được ha quý vị. Logo sáng bóng. Xe thì cũng đã được lót sàn ghế da nha quý vị, lót sàn semi để dễ vệ sinh nha quý vị. Rồi để học quay phần vỏ xe cua. Vỏ xe cua xe này cũng còn rất là mới nè. Để học quay luôn phần gầm. Các dấu son ở trên các đai ốc ở dưới phần gầm còn y nguyên. Và một cái nẹp bảo vệ ba đà sóc này, khi chúng ta ghim những cái vali nặng, khi chúng ta tựa vào đây nó sẽ không chày. Và đây là phần phía hông xe sau bên trái của Innova ha quý vị. Rồi chúng ta tiếp tục quan sát phần phim cách nhiệt ha. Phần hông sau bên trái, rồi độ bóng của nước sơn, các đường dập nổi. Rồi chúng ta cùng kiểm tra về phần mâm vỏ xe phía sau trái, cũng sản xuất ở tầng số 49 năm 2018 quý vị. Ở về phần khung gầm, ở về lồng dè thì bên học vệ sinh cực kỳ sạch luôn nha quý vị. Những cái keo này là keo nó hơi xấu nhưng mà là keo zin nha quý vị, xe mới 100% vẫn là cái keo này. Để khi chúng ta đi đường có đá bắn vào đây nó sẽ không có tạo ra tiếng ồn và nó không có làm chốc cái bề mặt sơn của cái phần khung xe. Đó là những cái keo này là zin zin đó. Lượm được nhiều điện thoại với camera quá nhiều quý vị. Đây là phần nội thất phía sau của Innova 2018 có bọc trần ở quý vị. Đây là lót sàn ha, được vệ sinh rất là sạch. Và đây là km thực tế của Innova E, học gửi đến cho quý vị luôn, 84.849 cây. Và tất cả các sản phẩm của bên học 100%, kể cả những sản phẩm đi 5.000 hoặc 10.000 hoặc 1.000 gì cũng vậy, bên công ty của học đều xử lý gói Marukuri cho nội thất, có vệ sinh, diệt khuẩn, tách ẩm, khử mùi ha quý vị. Nên quý vị mua xe ở trong đại lý Toyota thì đừng có ngại về mùa xe cũ, chúng tôi đã xử lý triệt để tất cả mọi thứ, nên quý vị hãy yên tâm ha. Rồi chúng ta tiếp tục ra khoang động cơ á quý vị. Và đây là khoang động cơ của Innova E 2018. Rồi, trước tiên mình coi về cụm phanh ABS trước ha, những chi tiết giá trị nhất trong xe. Vì quý vị nhìn tất cả các dấu son này vẫn còn y nguyên. Và mình nhôm của lốc máy này, hoàn toàn như xe mới ha quý vị. Nếu quan sát bằng mắt thì không khác xe mới. Về sùng chỉ của phía capo,
Vâng, xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Thì bên Học cũng có luôn thu mua tất cả các dòng xe cũ ở tất cả các tỉnh. Và quy trình thì cũng khá là đơn giản. Quý vị hãy chụp đầu xe, phần phía đầu xe như thế này, cộng với km và phần hông xe, cạc vẹt đăng kiểm, thì bên Học sẽ định giá một cái giá tiêu chuẩn để cho quý vị thỏa thuận trước với bên Học. Sau khi hoàn thành giá thỏa thuận thì bên Học sẽ tiến hành lại xem thực tế, thực trạng của xe, rồi bên Học sẽ đưa ra cái giá chính xác để cho quý vị quyết định nha quý vị. Rồi Học xin báo giá xe này luôn, sản phẩm Innova 2018 này thì bên Học sẽ chào bán với giá là 635 triệu. Học xin kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại.